Hiện tại thì em đang làm cho trung tâm quản lý nợ của ngân hàng. Quản Tuy lý nhiên, nợ. dạ vâng, nhưng mà bộ phận của em thì là bộ phận hỗ trợ cho Hỗ các trợ. cán bộ đi thu nợ thôi ạ. Chứ em Vâng. không phải trực tiếp đi thu nợ ạ. Thế công việc của một người mà hỗ trợ cho việc quản lý nợ thì nó có căng thẳng không ạ? Dạ cũng không căng thẳng lắm đâu ạ. Cũng không căng thẳng Dạ lắm. vâng, không căng thẳng bằng việc phải đi thu nợ Không. ạ. Dạ vâng. Vâng, thu nợ thì tôi nghĩ là cũng căng thẳng rồi. Dạ vâng. Vâng. Phương pháp trồng thay đổi nhiều loại cây khác nhau trên một diện tích đất vào mỗi năm, mỗi mùa được gọi là gì? Thâm canh, luân canh, sen canh hay là quảng canh? Xin mời bạn. Em cũng đang suy luận. Đang suy luận. Là luân canh hoặc là sen canh. Luân canh hoặc sen canh, nhưng mà B em hoặc C. Có hơi nghiêng về phương án C là sen canh. Sen canh. Vậy bây giờ thì nếu như bạn chưa chắc chắn thì bạn có thể dùng quyền trợ giúp. Dạ. Vâng. Em xin chọn quyền trợ giúp 50-50 ạ. 50-50. Dạ. Vâng ạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác. Rồi. Còn lại rất thâm may. Canh hoặc luân canh. Xin mời bạn. Rất may là một phương án mà em phân vân thì đã không còn. Ừ. Em vẫn nghiêng về phương án B là luân canh. Câu trả lời cuối cùng em là B luân canh ạ. B luân canh. Và phương án B là một phương án chính xác. Thì chúc mừng bạn. Vâng, để thêm thông tin cho bạn. Từ Hán Việt canh có nghĩa là cày cấy trồng trọt, luân có nghĩa là thay đổi, luân phiên nhau đấy, kiểu thế. Và các hình thức khác là thâm canh, tức là mình đầu tư chuyên sâu vào một loại để tăng năng suất. Hai là sen canh, cái từ mà bạn đang phân vân đấy, thực ra tức là trồng 2-3 loại cây cùng một lúc. Còn lại thì quảng canh, tức là mở rộng diện tích để tăng sản lượng. Dạ. Với việc dùng 50-50, bạn đã vượt được qua câu số 6. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Bạn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Năm 2023, ca sĩ Trọng Hiếu lọt vào top 8 cuộc thi Eurovision được tổ chức ở quốc gia nào? Anh, Pháp, Đức hay là Ý? Xin mời bạn. Trọng Hiếu thì cũng là đến từ Đức, bạn cũng sống ở Đức. Vâng, đấy là một căn cứ. Eurovision. Em chọn phương án C, Đức ạ. Câu trả lời cuối cùng em là C ạ. C, Đức. Vâng. Bạn rất quyết đoán. Phong cách thi đấu từ đầu đến giờ vẫn thế. C là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Bạn đã vượt qua câu số 7. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng sẽ tăng lên 10 triệu đồng. Và bạn vẫn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đến với câu số 8 chưa? Em đã sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Lễ hội Lồng Tồng là lễ hội cổ truyền của dân tộc nào ở nước ta? Khmer, Tây, Mường hay là Thái? Xin mời bạn. Nếu em nhớ không nhầm thì đây là lễ hội từ chính quê hương của em. Quê hương của em? Là ở Lạng Sơn. Lạng Sơn. Lễ hội gần như là lớn nhất ở Lạng Sơn, lễ hội cổ truyền lớn trong năm. Bạn đã có bao nhiêu năm sống ở Lạng Sơn? Em sống 18 năm. 18 năm. Sau đó rồi thì em đi học đại học. Dạ vâng. Rồi đúng đi rồi. Làm. Dạ. Vâng. Vậy thì với những gì bạn nhớ trong 18 năm đấy thì dạ. Lễ hội này của dân tộc nào? Em nghiêng nhiều về phương án B là Tày, bởi vì ở Lạng Sơn, Tày và Nùng là hai dân tộc phổ biến nhất ở Lạng Sơn. Ừ. Đáp án cuối cùng của em là B, Tày ạ. B, Tày. Tày. Không cần đến quyền trợ giúp. Và phương án B là một phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Giả sử mà trong bốn phương án này mà có một phương án là dân tộc Nùng nữa, vâng, thì chắc sẽ khó chắc khăn cho bạn. Chắc em sẽ phải quyền trợ giúp nếu như mà có phương án đấy. Vâng, rất may là vì là chỉ có một phương án mà bạn biết thôi, dạ, nên là bạn sẽ tập trung vào phương án đấy. Dạ.
Lễ hội Lồng Tồng hay còn được gọi là lễ hội Xuống Đồng là một lễ hội của người dân tộc Tày, là hoạt động tín ngưỡng cầu trời cho mưa thuận, gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no. Nơi tổ chức của lễ hội là những ruộng tốt nhất, to nhất. Thời gian tổ chức lễ hội tùy theo từng nơi, ấn định cho phù hợp với lại địa hình. Đấy ạ, đây là thêm thông tin để chúng ta biết. Bạn đã vượt qua câu số 8, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Và điều tuyệt vời là bạn vẫn còn 3 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng với câu số 9 chưa? Em đã sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Ai là người phát minh ra hộp đen trên máy bay? Alexander Graham Bell, David Warren, Thomas Edison hay là Nikola Tesla? Xin mời bạn. Câu hỏi này thì em không có dữ liệu gì cả. Vâng. Không biết ban biên tập có lấy cảm hứng gì từ trang phục của hai bạn đến chơi không mà quyết định hỏi về hộp đen. Dạ. Hộp đen cũng có màu này. Vâng. Vâng. Nếu như mà hỏi hộp đen có màu gì thì em sẽ trả lời được. Vâng. Nhưng mà ai phát minh ra hộp đen thì em lại không biết. Vâng. Nếu mà mình không biết thì mình dùng trợ giúp thôi. Dạ. Mình còn nhiều mà. Em sẽ gọi điện thoại cho người thân ạ. Bạn sẽ gọi điện cho ai? Em gọi cho chị Đỗ Thị Tuyển là Đỗ Thị gì ạ? Đỗ Thị Tuyển là đồng nghiệp của em ạ. Đỗ Thị Tuyển là dạ, đồng vâng nghiệp ạ. Của bạn. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với bạn Tuyển ạ. Đây rồi. Alo. Alo bạn Tuyển ạ. Dạ vâng ạ. Vâng ạ, chào bạn, tôi là Dũng đang gọi cho bạn từ chương trình Ngay là Triệu Phú ạ. Dạ vâng, chào anh Dũng ạ. Vâng, tôi đang ngồi với bạn Hằng. Bạn Hằng gặp một câu hỏi khó khăn và quyết định nhờ bạn Tuyển. Bạn Tuyển sẵn sàng chưa ạ? Vâng, em sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ, hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Tuyển ơi, ai là người phát minh ra hộp đen trên máy bay? Đáp án A là Alexander Graham Bell, B là David Warren, C là Thomas Edison, D là Nikola Tesla. David Warren. David Warren, đúng không? Okay. Em cảm ơn chị nha. Vâng. Hết 18 giây. Dạ. Lựa chọn của bạn. Câu trả lời của em là B, David Warren. B. Và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Cha của giáo sư David Warren thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay Bay Stray vào năm 1934 khi ông mới được 9 tuổi. Vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước, ông nảy ra ý tưởng về một đơn vị có thể ghi dữ liệu chuyến bay và âm thanh trong buồng lái, qua đó giúp cho các nhà phân tích tìm được ra lý do một chuyến bay gặp tai nạn. Dạ. Đây là một thiết bị rất quan trọng trên máy bay, nhưng mà không ai làm hàng không muốn sờ đến nó cả. Mỗi máy bay thường có 2 cái và để các nhà phân tích họ có đủ dữ liệu để phân tích về chuyến bay gặp vấn đề gì. Dạ. Với sự trợ giúp qua điện thoại, bạn đã vượt qua câu số 9. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 22 triệu đồng. Và bạn còn 2 quyền trợ giúp nữa. Bạn sẵn sàng đến với câu số 10 chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 10. Bài thơ nào sau đây của nhà thơ Tố Hữu được sáng tác sớm nhất? Bà mẹ Việt Bắc, Bà má Hậu Giang, Bà Bủ hay là Bẩm ơi? Xin mời bạn. Câu này thì em cũng không có biết. Không có biết. Dạ. Vâng. Nếu vậy thì mình lại dùng quyền trợ giúp. Dạ vâng, em xin sử dụng quyền trợ giúp là hỏi các nhà thông thái ạ. Hỏi các nhà thông thái. Vâng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng, xin chào trường quay. Vâng, đúng như hẹn ước chúng ta gặp lại nhau cũng hơi muộn một chút. Đây là một câu quan trọng và người chơi của chúng tôi quyết định là nhờ các nhà thông thái. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Vâng ạ. Vâng ạ. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Bài thơ nào sau đây của nhà thơ Tố Hữu được sáng tác sớm nhất? Bà mẹ Việt Bắc, Bà má Hậu Giang, Bà Bủ hay Bầm ơi ạ? Quả thật tôi không có thông tin. Vâng. Đáp án D là đáp án duy nhất mà em biết.
Các bài thì tôi đều biết cả, nhưng mà tôi không biết là thời điểm nào là bài nào sáng tác trước, bài nào sáng tác đầu tiên. Nhưng mà em không nghĩ là đề. Tôi quả nhiên không có tin. Rất tiếc là các nhà thông thái của chúng ta không có thông tin của câu này một cách rõ ràng. Dạ. Nào, bây giờ thì căng rồi. Em sử dụng nốt quyền trợ giúp cuối cùng là hỏi bạn em. Vâng ạ, xin mời bạn Bình. Nào, xin mời hai bạn trao đổi với nhau. Câu này hơi khó. Câu này thì mình chỉ biết cái bài Bẩm ơi thôi, của Thố Hữu thôi. Thì... bài bà mẹ Việt Bắc nghe cũng quen, nhưng mà nói chung là về thời gian sáng tác thì không biết. Không biết. Ừ. Thôi, theo mình là mình nên tạm dừng cuộc chơi. Khuyên tạm dừng. Tôi nghĩ cũng là một lời khuyên tốt. Dạ, vâng. Khi mà trong những lúc như này thì mình có lời khuyên như vậy cũng ổn thôi. Dạ, vâng. Nếu không có câu trả lời thì có lời khuyên tốt. Em xin dừng cuộc chơi tại đây ạ. Bạn xin dừng cuộc chơi tại đây. Chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay. Vâng ạ, xin cảm ơn bạn Bình. Bạn có thể trở lại khán đài. Nào, bây giờ anh em mình thoải mái rồi. Dạ. Em muốn chọn phương án nào? Để xem có vượt được qua câu 10 không? Nếu chọn theo cảm tính thì em sẽ chọn C, bà Bủ. C, bà Bủ. Nghe có vẻ cổ nhất đúng không? Dạ vâng, nghe từ ngữ có vẻ cổ ạ. Vậy thì lựa chọn của em là dừng cuộc chơi là một lựa chọn chính xác. Dạ. Bởi vì phương án chính xác là B, bà má Hậu Giang. Dạ. Vâng. Đúng là một quyết định đến cuối mình quyết định như này vẫn chuẩn em ạ. Vẫn chuẩn ạ. Vâng. Bài thơ Bà Má Hậu Giang được Tố Hữu viết vào đầu năm 1941, miêu tả hình ảnh bà mẹ miền Nam anh hùng trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt. Bài thơ được in trong tập thơ Từ Ấy, xuất bản năm 1946. Dạ. Đây là thêm thông tin cho bạn. Vâng. Quyết định dừng cuộc chơi của bạn là một quyết định hợp lý. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng. Vâng. Chúng tôi cũng rất là xin lỗi người chơi. Thật ra thì chúng ta thấy là bài Bà Mẹ Việt Bắc này, bài Bà Bủ này, bà Bẩm ơi thì đều là cái cách gọi mẹ ở cái vùng đồng bằng và vùng Trung du Bắc Bộ. Chỉ có bài của bà má Hậu Giang ấy là hơi tách ra khỏi ba cái bài này. Thật ra thì tôi cũng nghĩ đến bà má Hậu Giang, thế nhưng mà vì đấy chỉ là cái suy luận thôi, cho nên tôi không dám chắc lắm, cho nên tôi không dám tư vấn. Dạ vâng ạ, đúng là nếu suy luận như vậy thì đấy cũng là một cách, tại vì nhìn trông có vẻ khác biệt nhất. Nhưng mà với mức câu 10 này thì chắc cũng khó. Thường anh em mình nếu ngồi chơi ở nhà, anh em sẽ tư vấn như vậy được. Vâng. Cảm ơn các nhà thông thái ạ. Xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Vâng, và bạn đã dừng cuộc chơi. Bạn sẽ ra về phần thưởng là 14 triệu đồng. 14 triệu đã đủ đi du lịch ở đâu chưa? 14 triệu em nghĩ là sẽ đủ đi Đông Nam Á. Đông Nam Á. Dạ, vâng. Lào, Campuchia là ngon rồi, đúng không? Lào, Campuchia thì chắc phải 2 chuyến đấy ạ. 2 chuyến. Dạ. Vâng, tôi nghĩ là đủ cả 2 chuyến. Thế dạ, là vâng. Mình cũng đạt được mục tiêu rồi. Đủ cả 2 nước đấy ạ. Vâng. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều.